sử dụng định lý hợp vận tốc và định lý hợp gia tốc, chúng ta sẽ giải quyết ví dụ sau đây. Tại thời điểm khảo sát, chúng ta thấy cái đĩa tròn này nó sẽ quay quanh ô với vận tốc gốc là omega và gia tốc gốc là alpha như trên hình. Và cùng lúc đó con trượt A nó trượt trên cái rãnh của cái đĩa này với vận tốc là v và a. Và hãy xác định vận tốc tuyệt đối và gia tốc tuyệt đối của con trượt A này tại cái thời điểm khảo sát. Đầu tiên đó là bài toán vận tốc. Ở đây để giải quyết được bài toán này, chúng ta cần phân biệt cho thầy ba cái chuyển động tuyệt đối, chuyển động tương đối và chuyển động kéo theo. Quy tắc là chúng ta xác định chuyển động kéo theo trước, sau đó đến chuyển động tương đối và cái cuối cùng còn lại sẽ là chuyển động tuyệt đối. Chúng ta thấy rằng á là con trượt A nó trượt trên cái rãnh của cái đĩa tròn. Đồng ý không ạ? Con trượt A trượt trên rãnh của đĩa tròn. Do đó chuyển động của đĩa tròn là chuyển động kéo theo. Chuyển động trượt của con trượt trên cái đĩa tròn này gọi là chuyển động tương đối. Và chuyển động tuyệt đối sẽ là hợp của hai chuyển động đó. Được chưa ạ? Như vậy là chúng ta sẽ chọn cái đĩa tròn trong trường hợp này làm hệ động. Chọn đĩa tròn làm hệ động. Hệ động sẽ là hệ OX nhỏ, Y nhỏ. Hệ động này sẽ quay quanh điểm O. Đĩa tròn này nó quay quanh O là chuyển động kéo theo. Chuyển động tiếp theo là chuyển động trượt trên cái hệ động này, gọi là chuyển động tương đối. Được chưa? Và còn lại là tuyệt đối. Thì áp dụng định lý hợp vận tốc, VA là vận tốc của con trượt A tuyệt đối, nó sẽ bằng vận tốc tuyệt đối này. Vận tốc tuyệt đối nó sẽ bằng vận tốc tương đối cộng với vận tốc kéo theo. Vận tốc kéo theo như tụi ta đã nói qua thì cái chuyển động kéo theo là chuyển động quay của đĩa tròn này quanh ô. Vậy thì vận tốc kéo theo của điểm A, vận tốc kéo theo của điểm A đó chính là vector VE. Chuyển động quay điểm A quay quanh ô chẳng hạn thì vận tốc của nó sẽ theo tính chất của chuyển động quay quanh một trục cố định VE vuông góc với lại OA, quay quanh ô theo chiều của omega. Và độ lớn VE bằng vận tốc gốc omega nhân với lại OA là bằng 600 mm trên giây. Vận tốc tương đối là VR. Chuyển động tương đối là chuyển động trượt của con trượt dọc trên cái rãnh này. Chuyển động tương đối vector VR. VR thì nó chính là bằng vận tốc V của con trượt A đúng không ạ? Bằng V con trượt A trên đề người ta cho bằng 125 mm trên giây. Và chuyển động tuyệt đối sẽ là hợp của hai chuyển động này. Thì nó sẽ bằng là VA đúng không ạ? VA nó sẽ bằng là tích vector đúng không ạ? Sẽ bằng là tổng hình học của VR và VE. Như vậy nó sẽ nằm trên đường chéo hình bình hành với hai cạnh đó là VR và VE đã cho. Rồi. Và do là VR, VE nó vuông góc với nhau, VA nó sẽ bằng là VR bình cộng VE bình, đúng không ạ? Góc này là 90 độ, do đó cos 90 độ nó sẽ bằng 0. Vậy VA sẽ bằng bao nhiêu đây thôi. Như vậy là nó sẽ bằng là 612,88 mm trên giây. Như vậy là bài toán tìm vận tốc tuyệt đối của con trượt A, thầy đã giải quyết xong. Sau khi giải quyết bài toán vận tốc, các em có thể giải quyết tiếp theo đến cái bài toán gia tốc. Ở bài toán gia tốc, cho gia tốc gốc là alpha, tìm gia tốc tuyệt đối của con trượt A, áp dụng định lý hợp gia tốc. Gia tốc tuyệt đối bằng tổng hình học của gia tốc tương đối, gia tốc kéo theo và gia tốc Coriolis. Gia tốc tương đối của con trượt trượt dọc trên cái rãnh này chuyển động tương đối đúng không? Thì gia tốc tương đối của nó chính là bằng gia tốc A của đề bài. Gia tốc tương đối sẽ bằng 2025 mm trên giây bình phương và chiều nó như hình vẽ. Gia tốc kéo theo là gia tốc của chuyển động quay đĩa tròn quanh điểm O. Như vậy thì cái điểm A quỹ đạo là hình tròn đúng không? Thì gia tốc này sẽ có hai thành phần, gia tốc pháp tuyến và gia tốc tiếp tuyến. Gia tốc pháp tuyến là gia tốc hướng tâm, hướng từ A đến trục quay O.
Và độ lớn nó sẽ bằng là vận tốc gốc bình phương nhân với lại OA. Như vậy anh ta dễ dàng tính ra được 2400 mm trên dây bình. Gia tốc tiếp tuyến. Gia tốc tiếp tuyến ở đây là tính chất là vuông góc với lại OA, quay quanh ô theo chiều gia tốc gốc alpha của vật. Và độ lớn gia tốc tiếp sẽ bằng alpha nhân với lại OA. Gia tốc Coriolis. Gia tốc Coriolis. Thì cái gia tốc này nó chỉ xuất hiện trong trường hợp hệ động chúng ta có chuyển động quay, hay nói cách khác là chuyển động kéo theo là chuyển động quay. Như vậy, chuyển động kéo theo là chuyển động của cái đĩa tròn quanh ô, quay quanh ô. Khi đó thì omega ở đây nó chính là omega e. Được chưa ạ? Vector omega e nó nằm trên cái trục mà vuông góc với cái mặt phẳng này đúng không ạ? Nó sẽ trục đi là dùng quy tắc bàn tay phải thì tôi thấy là vector omega e nó sẽ là một vector hướng ra. Còn vector VR là vector nằm trên cái phương nghiêng này. Ta thấy rõ ràng omega e và VR nó vuông góc với nhau. Như vậy để tìm nó sẽ nằm trong cái trường hợp đặc biệt đó em. Để tìm được gia tốc Coriolis ta có vector VR từ bài toán vận tốc lúc nãy. Chúng ta chỉ việc quay vector VR 90 độ, quay theo chiều omega e. Chúng ta tiến hành động tác quay như sau. Vector VR chúng ta có theo phương này, góc đặt ở đây chẳng hạn. Chúng ta sẽ quay nó theo chiều omega. Trong trường hợp này omega là ngược chiều kim đồng hồ. Các em quay VR ngược chiều kim đồng hồ, như vậy nó sẽ đi về đây. Vậy thì gia tốc Coriolis nó chính là nó nằm ở đây. Được không ạ? Đó, đó là cách chúng ta xác định được cái gia tốc Coriolis. Rồi. Như vậy thì cái gia tốc Coriolis, tôi nhắc lại nha, chúng ta chỉ việc quay vector VR một góc 90 độ. Quay vector VR một góc 90 độ theo chiều của omega e. Ta xem có omega e quay cùng chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ mà chúng ta quay vector VR thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ được vector AC nó nằm như hình vẽ. Rồi, về độ lớn thì vector AC nó sẽ bằng là hai lần omega e nhân với lại VR. Chúng ta có omega bằng 4, các em thế vô. V là bằng 125. Các em thế vô. Rồi. Và cuối cùng để tìm gia tốc tuyệt đối của con trượt A này. Đúng không? Gia tốc tuyệt đối chúng ta không có biết được cái phương chiều của nó, do đó để mà đơn giản cho việc tính toán thì chúng ta sẽ tìm thành phần của nó lên hai trục tọa độ x và y. Như vậy là ta lần lượt chiếu phương trình số 2 này lên trục x. Trục x ta chọn như trên hình. Chiếu lên trục x thì chúng ta sẽ được đó là gia tốc vế trái chiếu lên trục x là AAX bằng hình chiếu của vế phải lên trục x các em. Hình chiếu vế phải chúng ta sẽ có AE là AEN chiếu lên trục x bằng 0, AET là dấu âm, AET mang dấu âm trừ AET và AC mang dấu dương, và ta tính ra được đó là trừ 500 mm trên dây bình. Tương tự chúng ta sẽ chiếu phương trình số 2 lên trục y, vế trái nó sẽ là AAI, vế phải chiếu lên trục y nó sẽ là AR và trừ cho AEN. Như vậy là AAI bằng trừ 375 mm trên dây bình phương. Như vậy tôi thấy là AAX là một vector gia tốc đúng không ạ? Vector gia tốc mang dấu âm, tức là nó sẽ ngược chiều với x như thế này nè các em. Đây là AAX. Đúng không? Gia tốc AAI cũng mang dấu âm, như vậy nó sẽ ngược chiều ha. Nó sẽ ngược chiều với lại cái trục y. AI bằng dấu âm ngược chiều với trục y. Như vậy là nó sẽ là vector hướng như thế này. Đó. Rồi, hai thành phần của gia tốc A chúng ta có rồi, chúng ta muốn tìm gia tốc A đó thì chúng ta chỉ việc là lấy căn bậc 2 đúng không? Của AAX bình cộng AAI bình phương, và chúng ta dễ dàng tính ra được gia tốc của nó là 625 mm trên dây bình phương. Ở ví dụ thứ hai, chúng ta thấy đây là một cái cánh tay robot vật hình cầu S này. Đây là cái vật mà cái cánh tay này nó gấp được ha. Di chuyển theo phương của cánh tay robot này với vận tốc là V là 4 mét trên giây, gia tốc là A 2 mét trên giây bình. Thời điểm khảo sát góc theta bằng 30 độ, cánh tay robot đạt vận tốc omega là bằng 4 radian trên giây và gia tốc góc alpha bằng 1 radian trên giây bình phương khi nó quay quanh ô. Hãy xác định vận tốc tuyệt đối và gia tốc tuyệt đối của cái vật S này.
Rồi. Thì cái vật S này chuyển động gọi là phức hợp đúng không em? Chúng ta khảo sát chuyển động của nó. Tôi xem là cái vật này nó chuyển động trên cái vật thể nào. Đúng không? Chuyển động trên vật thể nào thì chuyển động của vật thể đó sẽ là chuyển động kéo theo. Như vậy tôi thấy rõ ràng là vật S nó nằm trên cái thanh AB, mà thanh AB ha, chuyển động thì cái vật S nằm im trên thanh AB. Do đó thì thanh AB này nè, cũng như vật S này nè. Do đó thì thanh AB cũng như vật S này nè, nó chuyển động trượt dọc theo OA, trượt dọc theo OA. Như vậy thì chuyển động của OA sẽ là chuyển động kéo theo. Như vậy chuyển động quay với vận tốc omega này là chuyển động kéo theo. Chuyển động trượt dọc theo OA là chuyển động tương đối, và chuyển động tuyệt đối sẽ là hợp của hai chuyển động đó. Như vậy AB nhắc lại trượt trên OA, ở chọn OA làm hệ động. Hệ động là hệ này. Dùng định lý hợp vận tốc. Vận tốc của vật S bằng vận tốc tuyệt đối đúng không ạ? Sẽ bằng là vận tốc tương đối cộng với là vận tốc kéo theo. Chúng ta lưu ý là phương trình 1 chúng ta biểu diễn ở dạng vector. Vận tốc tương đối là vận tốc của vật S này trượt dọc theo OA. Như vậy thì nó chính là bằng V, bằng 4 m trên giây. Đây chính là VR. Vận tốc kéo theo. Đúng không? Đây là vận tốc kéo theo VE. Đúng không? Là vận tốc của con trượt vật S này. Vận tốc của vật S. Đúng không? Quay quanh cái điểm O. Như vậy vận tốc của nó sẽ là VE bằng omega nhân với lại OS bằng 1. Đúng không? Như vậy là bằng 4 m trên giây. Vận tốc tuyệt đối sẽ là hợp của hai cái này. Vận tốc tuyệt đối con trượt A. Như vậy nó sẽ là bằng không? Vector VA đây. Nó sẽ bằng tổng hình học của VR và VE. Hai cái đại lượng này vuông góc với nhau. Như vậy là VA nó sẽ bằng căn bậc 2 của VR bình cộng VE bình phương. Nó sẽ bằng 4 m trên giây. Ở bài toán gia tốc, chúng ta dùng định lý hợp gia tốc. Gia tốc tuyệt đối của vật S bằng gia tốc tương đối cộng gia tốc kéo theo cộng gia tốc Coriolis. Do chuyển động kéo theo là chuyển động quay. Do đó gia tốc kéo theo chúng ta sẽ có hai thành phần, gia tốc pháp tuyến và gia tốc tiếp tuyến. Chuyển động quay thì sẽ kèm theo cái gia tốc Coriolis AC nữa các em. Rồi. Chúng ta đặt hệ trục tọa độ x y như hình vẽ. Đây là hệ quy chiếu động nha. Rồi. Gia tốc tương đối. Không? Gia tốc tương đối. Thì đây là chuyển động trượt dọc theo OA. Thì gia tốc của nó sẽ nằm trên phương nghiêng này. À, và nó chính là gia tốc A đã cho trước. Gia tốc kéo theo nó sẽ bao gồm hai thành phần. Gia tốc pháp và gia tốc tiếp tuyến. Gia tốc pháp tuyến nó sẽ bằng là vận tốc góc bình phương nhân cho OS là khoảng cách từ S đến trục quay O. Gia tốc pháp tuyến nó quay quanh O theo chiều của gia tốc góc alpha, như vậy nó sẽ hướng lên trên này. Và độ lớn nó sẽ bằng là alpha nhân cho OS là bằng 1 m trên giây bình. Gia tốc Coriolis chúng ta có vector vận tốc VR. Omega là vector vuông góc với mặt bảng. Đúng không ạ? Vector omega e là vuông góc mặt bảng, VR nằm trên phương này. Do đó omega e vuông góc VR. Chúng ta chỉ việc là quay vector VR này 90 độ theo chiều của omega e. Tôi thấy omega e quay cùng xin lỗi quay ngược chiều kia đồng hồ. Do đó VR chúng ta chỉ việc quay 90 độ theo ngược chiều kia đồng hồ, tôi sẽ được gia tốc Coriolis AC. Như vậy là vector AC nó sẽ là hướng như thế này. Đây. Và về độ lớn, vector AC có độ lớn bằng 2 lần omega e nhân cho VR. Như vậy là bằng 32 m giây bình phương. Chúng ta tương tự như bài toán trước, chúng ta sẽ chiếu lên trục tọa độ x và trục tọa độ y để tìm hai thành phần của gia tốc AA. Chiếu lên trục x, chúng ta sẽ được đó là AR, đúng không ạ? AR trừ cho AN và tính ra được là trừ 14 m trên giây bình. Tương tự các em chiếu lên trục y. À, như vậy là AET đúng không? Cộng cho AC bằng 33 m trên giây bình. Và cuối cùng chúng ta sẽ tìm được gia tốc AA bằng căn bậc 2 của AX bình cộng AI bình.
A bằng 35,84 m trên giây bình phương. Chúng ta sang ví dụ thứ ba. Chúng ta thấy là ống thủy lực cố định ở đây. Đúng không? Nó sẽ đẩy cái con trượt B đi lên theo phương thẳng đứng với vận tốc V và gia tốc A. À, con trượt này khi nó đi lên nó sẽ trượt dọc theo cái OA và làm thanh OA nó chuyển động quay quanh O như trên hình. Bài toán này yêu cầu xác định vận tốc gốc và gia tốc gốc của thanh OA tại thời điểm cơ cấu nằm ở vị trí như trên hình, tức là gốc theta bằng 30 độ. Khoảng cách từ đây qua đây là 0,6 mét. Như vậy thì cái mấu chốt của bài toán nó nằm ở ngay cái con trượt B này, cái con trượt B. Con trượt B trong bài toán này nó sẽ thực hiện các chuyển động sau đây. Chuyển động thứ nhất là chuyển động đi lên theo phương thẳng đứng. Chuyển động thứ hai đó là chuyển động trượt dọc theo OA. Và chuyển động thứ ba là chuyển động quay quanh điểm O, đúng không? Cùng với thanh OA này. Đó, như vậy là các bạn lưu ý là chúng ta có ba chuyển động đó. Vậy thì cần phân biệt ba chuyển động đó, chuyển động nào là chuyển động tuyệt đối, tương đối và chuyển động kéo theo. Thì chúng ta chỉ việc là xem có điểm khảo sát chính là con trượt B đó, nó trượt ở đâu, nó trượt trên vật thể nào thì chuyển động của vật đó là chuyển động kéo theo. Ta thấy rõ ràng là con trượt B nó trượt trên OA thì chuyển động của OA sẽ là chuyển động kéo theo, đúng không? Chuyển động của OA là chuyển động kéo theo, thì OA là hệ động nè các em, tức là chuyển động của hệ động là chuyển động kéo theo. Do đó chúng ta có thể áp dụng định lý hợp vận tốc. Vận tốc tuyệt đối bằng vận tốc kéo theo cộng vận tốc tương đối. Chuyển động kéo theo, đúng không? Là vector VE nó sẽ là gì? Chuyển động quay. Đúng không? Chuyển động trượt là chuyển động tương đối. Và chuyển động tuyệt đối, đúng không? Chính là cái chuyển động này. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ xác định chuyển động kéo theo trước đầu tiên nè. Đầu tiên là xác định chuyển động kéo theo. Cái đường màu xanh cong này chính là thể hiện quỹ đạo chuyển động của điểm B trong cái chuyển động kéo theo nha các em. Chuyển điểm B quay qua điểm O, do đó quỹ đạo sẽ là hình tròn. Tôi vẽ một đoạn quỹ đạo như thế này. Đây là chuyển động kéo theo, ký hiệu là E. Chuyển động thứ hai, chuyển động trượt dọc theo OA, quỹ đạo là đường thẳng theo phương nghiêng, và vận tốc, xin lỗi, vận tốc của chuyển động kéo theo thì nó sẽ vuông góc với lại OA. Trên thực tế chúng ta không có biết được là cái VE này hướng lên hay hướng xuống. Các em có thể đặt cái vector mũi tên này, VE này đặt sau cũng được. Hoặc là nếu các em đoán được thì tôi thấy rõ ràng là khi con trượt B đi lên thì cái thanh OA quay quanh O cùng chiều kia đồng hồ. Xin lỗi, ngược chiều kia đồng hồ, do đó VE hướng lên. Còn nếu không, một lát nữa tôi sẽ đoán chiều VE sau. Rồi. Và do chúng ta không biết được omega OA bằng bao nhiêu, đúng không? Thì chúng ta không thể nào xác định VE. Đây là ẩn số. Chuyển động thứ hai đó là chuyển động tương đối, là chuyển động của con trượt dọc theo OA. Chuyển động này á là chuyển động theo phương nằm nghiêng, đúng không? Chuyển động thẳng. Do đó thì cái chuyển và quỹ đạo của nó đường thẳng này, ký hiệu là R. Vận tốc này á là vector VR ở đây. À, chúng ta cũng không biết là nó hướng lên hay là hướng xuống nha. Ở đây chúng ta lưu ý nha. Ở đây thầy vẽ đại thôi. Rồi. Và chuyển động thứ ba là chuyển động còn lại các em. Ngoài hai chuyển động này, chúng ta còn chuyển động của điểm B gắn với lại cái bê tông. Đúng không? Với vận tốc là V cho trước. Vận tốc V cho trước nha các em. Vậy vận tốc này chính là vận tốc tuyệt đối của con trượt A. Chuyển động thẳng đứng ha, là chuyển động tuyệt đối. Như vậy cho trước chuyển động tuyệt đối, các em hoàn toàn có thể vẽ được VA ra cho thầy. Vẽ được VA ra cho thầy. Từ cái vận tốc VA này, từ vận tốc tuyệt đối này, chúng có thể ta có thể suy ra chiều của hai cái vận tốc còn lại lúc nãy. VA là hợp của VER và VE. Thì điều đó có nghĩa là VR VE không thể nào có cái hướng ngược lại được các em. VA hướng lên thì vector VR bắt buộc phải hướng lên trên này và VE phải hướng đây. Đặt trường hợp ngược lại, VER mà hướng xuống thế này là chắc chắn không thể hợp của hai thằng này ra được VA. Và ngược lại, VE đặt hướng xuống đây thì không thể nào cái này cộng với cái dưới này sẽ ra được cái VA. Do đó là chắc chắn là chiều của VE VR phải đúng như thế này. Vậy cho trước VA ở phương trình số 1, cho trước VA nha các em. Bây giờ các em sẽ tìm được VE và VR. Đây là phương trình ở dạng vector. Muốn tìm được hai ẩn số thì dễ dàng, các em chỉ việc là chiếu lên hai trục tọa độ vuông góc là đủ rồi các em. Rồi. Ở đây VE và VE là cái chúng ta muốn tìm nè, bởi vì chúng ta cần tìm vận tốc gốc của thanh OA.
Vậy để tìm VE thì chúng ta sẽ chiếu lên trục mà triệt tiêu được VR. Như vậy chỉ có chiếu lên trục vuông góc với OA thôi các em. Chiếu lên trục X, tôi chọn cái trục vuông góc với OA, đúng không? Trục X là trục vuông góc OA. Như vậy là chiếu lên trục X, chiếu vần lần lượt với trái và sau đó chiếu với phải. VA chiếu lên trục X, góc này là 30 độ, ở chỗ này là 60. Như vậy ở trên này cũng là 60 và góc chỗ này là 30 độ nè các em. Vậy là VA nhân cos 30 các em là hình chiếu với trái lên trục X. Nó sẽ bằng hình chiếu của với phải. Hình chiếu của với phải lên trục X đó chính là bằng VE. VR chiếu lên trục X bằng 0. Từ đó các em xác định được VE bằng căn 3 m trên giây. Sau khi có được VE, các em dễ dàng tính ra được vận tốc góc của thanh OA. Đúng không? Vận tốc góc của thanh OA. VE là chuyển động vận tốc của điểm B quay quanh điểm O. Do đó thì vận tốc góc được xác định bằng cách lấy VE này nè chia cho khoảng cách từ điểm B đến góc đến trục quay O. Như vậy là VE chia OB và ta sẽ được đó là 1,2 mét trên xin lỗi 1,2 radian trên giây. Để tìm được vận tốc VR, chúng ta sẽ chiếu lên trục còn lại, tức là trục OA. Chiếu lên trục Y. Rồi, chiếu với trái lên trục Y ta sẽ được VA nhân cos của 60 hoặc là VA nhân cho sin của theta, sin theta, đúng không? Theta là 30 độ đó các em. Rồi, VA nhân cho sin của theta bằng hình chiếu với phải các em. Chiếu VE lên trục Y là không rồi. Còn lại là về VR. Như vậy là dễ dàng tính ra được vận tốc tương đối VR là bằng 1 mét trên giây. Sau khi giải quyết bài toán vận tốc xong, chúng ta sang cái bài toán gia tốc bằng cách sử dụng định lý hợp gia tốc. Định lý hợp gia tốc, chúng ta có gia tốc tuyệt đối bằng tổng hình học của gia tốc tương đối. Chuyển động tương đối là chuyển động thẳng, gia tốc chỉ có một thành phần thôi. Chuyển động kéo theo gia tốc có hai thành phần bởi vì đây là chuyển động quay. Khi chuyển động kéo theo là chuyển động quay sẽ xuất hiện thêm gia tốc Coriolis AC. Vậy gia tốc tuyệt đối của con trượt B, gia tốc tuyệt đối con trượt B. Như chúng ta đã xác định từ đầu, gia tốc tuyệt đối là chuyển động tuyệt đối là chuyển động thẳng đứng cho trước gia tốc A rồi các em. Cho trước gia tốc A thì gia tốc tuyệt đối của nó chính là bằng gia tốc A này sẽ bằng là 2 mét trên giây. Ta vẽ được gia tốc tuyệt đối ra. Gia tốc tương đối của con trượt AR ở đây. AR do con trượt chúng ta là trượt theo phương nằm nghiêng chuyển động thẳng, gia tốc chỉ có một thành phần thôi. Tuy nhiên người ta không có cho trước AR đâu các em. Đây là ẩn số. Do đó đây là ẩn số thì các em có quyền chọn chiều của AR. Các em có quyền chọn nó hướng lên hoặc là chọn hướng xuống. Đây là ẩn số nha. Không sao hết. Việc chọn cái này là ngẫu nhiên, không vấn đề gì cả. Gia tốc kéo theo thì do là chuyển động quay quanh ô, do đó gia tốc kéo theo sẽ có hai thành phần AEN và AET. Gia tốc pháp tuyến là hướng từ B đến trục quay ô và độ lớn nó sẽ bằng omega bình phương nhân cho OB. Tính ra được vẫn tương đương với lại 1 mét trên giây bình phương. AET gia tốc tiếp tuyến, gia tốc tiếp tuyến vuông góc với lại OB nhưng chiều của nó phải theo chiều của alpha OB, nhưng alpha OB là ẩn số các em, alpha OB là ẩn số. Do đó gia tốc tiếp này cái chiều của nó thực tế hướng lên hay là hướng xuống chúng ta cũng không có biết được và chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên thôi. Bây giờ chúng ta chọn giả định là hướng lên, nếu chúng ta tính ra dấu dương thì thực tế là lên, còn nếu tính ra dấu âm thì gia tốc này sẽ là hướng xuống. Vậy thì đây là phương trình này, chúng ta sẽ có hai ẩn số đó là AR và AET nha. Gia tốc Coriolis, gia tốc Coriolis. Omega E chính là omega OA chúng ta đã tính từ bài toán vận tốc. VR đúng không? Đúng không? Tôi vẽ vector VR ra lúc nãy. VR là một vector đúng không? Nằm dọc theo OA. Omega OA là vector vuông góc với mặt phẳng bảng, VR nằm nghiêng như vậy thì hai cái đại lượng này nó vuông góc với nhau. Nếu nó vuông góc với nhau thì chúng ta rơi vào trường hợp đặc biệt. Để tìm gia tốc Coriolis, chúng ta chỉ việc quay vector VR này 90 độ, quay 90 độ theo chiều của omega E. Như vậy là vector VR lúc nãy đúng ra sẽ đặt ở đây, thầy đặt ở dưới này để cho nó đỡ rối cái hình thôi nhé các em. Như vậy là nó sẽ là vector này. Các em quay 90 độ theo ngược chiều kim đồng hồ, vậy thì vector AC nó sẽ nằm ở đây. Đúng không?
Và về độ lớn, vector AC nó sẽ bằng là 2 lần omega nhân với lại VR. Và tính ra được đó là 0,8 căn 3 mét trên giây bình phương. Ở phương trình số 2, chúng ta có hai ẩn số, đó là AR và AET. Mục tiêu của bài toán này là tìm gia tốc gốc của thanh OA. Tức là chúng ta sẽ tìm cái alpha ở đây. Như vậy là muốn tìm gia tốc gốc này, chúng ta cần có AET và AR, chúng ta sẽ triệt tiêu nó, đúng không? Bằng cách là chúng ta chỉ việc chiếu lên cái trục mà vuông góc với lại AR ở đây. Thì tôi sẽ triệt tiêu được AR. Như vậy tôi sẽ chiếu phương trình số 2 lên cái trục. Trục này là cái trục vuông góc với lại OA. Chiếu trục luôn trục vuông góc với OA, trục này này. Vậy là tôi sẽ được đó là AA chiếu lên đây, AA nhân cos 30 bằng hình chiếu của vế phải, đó là AET cộng với lại AC, những thằng còn lại là hình chiếu bằng không hết. Và dễ dàng tính ra được AET sẽ bằng là 0,2 căn 3 mét trên giây bình. AC mình có rồi mình thế vô, AA mình có rồi thế vô nha. Vậy là tôi tìm được gia tốc tiếp tuyến của con trục B, đúng không ạ? Con trục B. Và sau khi có gia tốc tiếp này, tôi thế vào đây, tôi sẽ tìm được gia tốc gốc alpha. Gia tốc gốc của nó sẽ bằng là AET chia cho OB. Vậy là nó 0,5 radian trên giây bình phương. Và chiều của nó sẽ là chiều của gia tốc tiếp quay quanh cái trục quay ô này. Chúng ta sang ví dụ thứ tư. Chúng ta có chốt A được nối với thanh AC, đúng không? Được nối với thanh AC như hình này. Và chốt A này nó sẽ trượt trên cái rãnh của thanh OD, trượt trên rãnh thanh OD. Giả sử thanh OD quay đều quanh ô với vận tốc gốc là 2 radian trên giây. Lưu ý là quay đều nha. Rồi, hãy xác định vận tốc gốc và gia tốc gốc của thanh AC tại thời điểm cơ cấu nằm ở vị trí như trên hình. Đó. Khi cái thanh OD này nó quay, con trượt này trượt trên cái rãnh này, làm thanh AC nó sẽ quay quanh C như đây. Đó, cơ cấu dạng như thế này gọi là cơ cấu Coolidge nha, cơ cấu Coolidge. Nó sẽ biến một cái chuyển động quay đều về một chuyển động quay khác có gia tốc gốc ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích cái chuyển động. Phân tích chuyển động. Ở đây á, cái mấu chốt của vấn đề nó sẽ nằm ở ngay cái con trượt A nha các em. Con trượt A đây thì ta xem là cái con trượt này nó trượt ở đâu các em, nó trượt trên vật nào thì chuyển động của vật đó sẽ là chuyển động kéo theo theo quy tắc chúng ta đặt ra từ đầu, đúng không? Rồi, rõ ràng con trượt A trượt trên OD, chuyển động của OD chắc chắn là chuyển động kéo theo, chuyển động trượt là tương đối và chuyển động còn lại là chuyển động tuyệt đối nha. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ có định lý hợp vận tốc thì nó quá rõ ràng rồi. Chúng ta thấy khảo sát chuyển động đầu tiên, chuyển động của OD quay quanh O là chuyển động kéo theo, đúng không? Chuyển động kéo theo quỹ đạo hình tròn đây. Rồi, chuyển động thứ hai là chuyển động trượt của con trượt A, chốt trượt A dọc theo OD. Chuyển động thứ hai, chuyển động kéo theo. Và chuyển động thứ ba là chốt trượt A này nó còn quay quanh cái điểm C nữa, đúng không? Thì chuyển động còn lại này là chuyển động tuyệt đối. Đề bài cho trước chuyển động kéo theo, đúng không? Yêu cầu tìm chuyển động tuyệt đối nha và chuyển động tương đối. Rồi, thì đầu tiên xác định được vận tốc kéo theo bởi vì cho trước omega rồi. VE vector VE vuông góc với lại OA. Chiều VE quay quanh O theo chiều của omega và độ lớn VE bằng omega nhân với lại OA. Như vậy là bằng 450 căn 2 mm trên giây. Vận tốc tương đối. Vận tốc tương đối vector VR có thể hướng lên trên này, có thể hướng xuống đây và nó là ẩn số, chưa có biết được. Tạm thời tôi vẽ hướng lên. Vận tốc tuyệt đối. Cái vận tốc tuyệt đối này ta thấy là chuyển động quay của điểm A quanh điểm C, quỹ đạo hình tròn bán kính là AC, thì vận tốc sẽ tiếp tuyến với đường tròn này, nó sẽ theo phương thẳng đứng nha các em. Chúng ta có hai lựa chọn, AVA này hướng lên hoặc là hướng xuống.
Do vector VE đặt như vậy rồi, vector VR thì nằm trên phương, nằm nghiêng, có thể hướng lên đây, có thể hướng xuống đây. Như vậy chúng ta chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là vector VA phải hướng lên. Vector VA phải hướng lên. Còn VR không thể nào hướng xuống này, rõ ràng đúng không ạ? Như vậy thì VA đặt như vậy thì mới hợp của VE VR ra nó được. VA cũng là ẩn số luôn. Rồi. Phương trình này có hai ẩn số, đó là vận tốc tương đối VR, vận tốc tuyệt đối VA. Muốn tìm hai ẩn số này, chúng ta chỉ việc chiếu phương trình số 1 lên hai trục tọa độ vuông góc. Tôi sẽ triệt tiêu VR trước bằng cách là chiếu lên trục vuông góc VR. Tôi sẽ chiếu lên trục Y các em. Chiếu lên trục Y. Tôi sẽ được đó là VA chiếu lên trục Y. Góc này là 45 độ, đúng không ạ? Góc ở dưới này cũng 45. Về chỗ này 45 độ hết rồi. Như vậy là chiếu lên trục Y sẽ là VA cos 45. VE chiếu lên trục Y là nó. Vậy là VE cho trước rồi. Chúng ta sẽ tìm được VA là bằng 900 mm trên giây. Sau khi tìm vận tốc tuyệt đối của chốt trượt A, các bạn sẽ tìm được vận tốc góc của thanh AC bằng cách lấy vận tốc này, ta chia cho khoảng cách từ A đến trục quay C, và chiều của omega AC này chúng ta có thể xác định được là từ cái vận tốc tuyệt đối này, tức là omega AC là chiều của VA quay quanh điểm C, và tính được vận tốc tương đối của cái chốt trượt A này phục vụ cho bài toán gia tốc bằng cách là chúng ta sử dụng phương trình số 1. Tôi sẽ chiếu phương trình số 1 này lên trục x, chiếu phía trái ta được đó là trừ VA cos 45 ha, chiếu lên trục x là trừ VA cos 45, và phía phải hình chiếu của VE lên trục x là 0 và VR chiếu lên trục x là trừ VR, và từ đó chúng ta sẽ tìm được vận tốc tương đối VR. Ở định lý hợp gia tốc, chuyển động tuyệt đối là chuyển động quay quỹ đạo hình tròn các em. Do đó gia tốc tuyệt đối sẽ có hai thành phần: gia tốc pháp tuyến và gia tốc tiếp tuyến. Rồi, chuyển động tương đối là chuyển động trượt, gia tốc có một thành phần thôi. Rồi, chuyển động kéo theo là chuyển động quay, gia tốc có hai thành phần. Khi chuyển động kéo theo quay thì là gia tốc AC sẽ xuất hiện, đúng không? Chuyển động gia tốc kéo theo thì chúng ta thấy là do cái thanh OD quay đều, do đó gia tốc tiếp tuyến của nó bằng 0, bởi vì gia tốc gốc alpha của thanh OA bằng 0. Gia tốc pháp tuyến của chuyển động kéo theo AEN sẽ bằng omega bình phương nhân với lại OA. Omega bình phương nhân cho OA. Rồi. Gia tốc tương đối là gia tốc của chốt trượt A dọc theo OD. Đây là ẩn số. Đúng không? Tôi có thể vẽ hướng lên trên đây hoặc vẽ hướng xuống đây. Đây là ẩn số chúng ta có thể quyền chọn đại nha. Gia tốc tuyệt đối, gia tốc tuyệt đối pháp tuyến hướng từ cái điểm A đến trục quay. Hồi nãy chúng ta tính được omega AC rồi, chúng ta lấy omega AC bình phương nhân với AC. Gia tốc tiếp tuyến, đây là ẩn số, bởi vì chưa có biết được gia tốc gốc của thanh AC. Do đó thì tôi có thể chọn hướng xuống hoặc tôi có thể chọn hướng lên. Và độ lớn của nó sẽ bằng là alpha AC nhân với lại AC. Ta thấy cái phương trình thứ hai còn thiếu cái gia tốc Coriolis AC đúng không ạ? Gia tốc AC hồi nãy chúng ta chỉ việc tìm nó bằng cách là quay vector VR, quay vector VR 90 độ theo chiều của omega E. Omega E hồi nãy không là chiều là omega của A, là omega này nè, omega của OD đó. Như vậy là ta có vector VR ở đây nè các em. Vector VR ta vector hướng từ A đến O đúng không? Rồi, tôi sẽ quay vector VR này 90 độ, omega E là omega quay cùng chiều kia đồng hồ. Vậy thì quay vector này 90 độ theo cùng chiều kia đồng hồ, tôi sẽ được vector AC hướng xuống ở đây. Sau khi có vector AC rồi đó, đúng không? Chúng ta tính được bằng cách là lấy hai lần omega E nhân cho VR. Đúng không? VR chúng ta tính từ giải quyết từ cái bài toán vận tốc. Như vậy tôi sẽ được đó là AC sẽ bằng là 1.800 căn 2 mm trên giây bình. Rồi. Phương trình số 2 có hai ẩn số, đó là gia tốc AAT và AR. Dĩ nhiên chúng ta sẽ triệt tiêu cái AR bằng cách là chiếu lên trục vuông góc với nó.
Đúng không? Để tôi tìm ra được AAT. Chiếu Ủa? lên trục Y các em. Chiếu phương trình số 2 lên trục Y. Chiếu lên trục Y thì ta sẽ được đó là vế trái trước. Vế trái AAT chiếu lên trục Y. Như vậy là trừ AAT nhân cos 45. AAN chiếu lên trục Y cộng AAN nhân cos 45. Và chiếu lên trục Y của AN bằng 0, AAT bằng 0 rồi. AR bằng 0. AC chiếu lên trục Y là trừ AC. Và dễ dàng ta tính ra được ha. AAT nó sẽ bằng 0. Như vậy thì gia tốc tiếp đúng không? Của chuyển động tuyệt đối bằng 0. Và từ đó chắc xác định được là gia tốc gốc của thanh AC tại thời điểm này nó cũng bằng 0 luôn các em.